Hi, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đến với kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép được giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Accent số tự động, bản đặc biệt, bản cao cấp nhất của dòng xe Hyundai Accent. Vậy thì phiên bản này em đang bán với giá cho anh em là bao nhiêu? Còn có tính năng gì, option gì thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết nhất và cụ thể nhất vào dòng xe Hyundai Accent bản đặc biệt này. Đầu tiên về phần giá xe, giá limit là 545 triệu ạ. Còn giá bán thì đại lý của em bán cho anh em là giá bao nhiêu ạ? Em đang bán với anh em với giá là 535 triệu nhá. Có anh em nào muốn được giá tốt hơn hay chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì anh em cứ gọi điện cho em qua số điện thoại ở góc dưới bên trái màn hình đấy ạ. Còn tính chi phí nữa anh bán bánh cho anh em như nào, cứ gọi điện cho em nhá. Tiếp theo những phần option của chiếc xe này thì có những cái gì nữa? Thứ nhất em giới thiệu anh em về phần mặt trước. Về mặt lưới ca lăng của chiếc xe này vẫn là sử dụng ngôn ngữ của Hyundai, đó chính là mặt lưới ca lăng hình lục giác, dạng là dạng thác nước. Đấy. Đây, viền xung quanh nó là mạ chrome. Viền xung quanh mạ chrome rất là sang trọng luôn nhá, rất sáng bóng luôn. Đấy, ở đây dưới đây là dạng thác nước đây. Đấy, nó chảy đây bằng phần nhựa thôi nhá. Đây logo của Hyundai để chính giữa mặt lưới luôn. Ở phía dưới nó là cũng là mặt lưới tản nhiệt. Đấy. Giới thiệu anh em về cụm đèn. Cụm đèn phía trước của xe Hyundai Accent thì là cụm đèn là đèn bi halogen dạng projector. Đấy. Dạng projector này giúp cho một ánh sáng là ánh sáng song song, giúp cho ánh sáng sẽ xa hơn. Đấy. Về ngoài ra thì nó có thêm được đèn góc chiếu đây. Đèn góc chiếu này tức là gì? Khi mà mình đánh lái sang bên trái hoặc sang bên phải thì nó đèn góc chiếu nó sẽ tự động sẽ bật sáng lên, giúp cho cái góc sáng của mình sẽ sáng hơn. Ngoài ra đây nó có đèn LED ban ngày, nhìn rất sang trọng luôn đúng không? Nó kéo dài từ phần sườn xe cho đến phần đầu xe, giúp cho xe rất là sang trọng luôn. Và dưới này sẽ là cụm đèn sương mù phía trước, cũng là phương sương mù phía trước là đèn dạng projector, cũng là đèn halogen thôi. Thì cái này thì sẽ được tích hợp lên, là đó chính là cái nó viền mạ chrome, nhìn rất sang trọng và tạo điểm nhấn rất đẹp luôn. Và ngoài viền ngoài luôn, cho viền ngoài bên trong sẽ là phần hốc hút gió đằng này. Hốc hút gió này cũng giúp cho mình thoát gió tốt hơn, giúp cho một chiếc xe sẽ chống được cái cản gió phía trước. Đây, giới thiệu với cả anh em về phần sườn xe của xe Accent. Thì sườn xe này thì nó là được dập lỗi rất là cứng cáp, và phía dưới này cũng là được dập lên, nhìn rất là cứng và tạo ra chiếc xe rất là mạnh mẽ và khỏe khoắn. Đây, giới thiệu anh em về phần la răng của chiếc xe. La răng của xe Accent bản đặc biệt này ấy, thì nó là la răng 16 inch vành đúc hợp kim nhôm 5 chấu. Có 5 chấu nhé. Mình nhìn rất là cứng cáp, mạnh, khỏe mạnh và cũng không kém phần sang trọng. Đấy. Thì Accent bản này thì sẽ là có phanh đĩa 4 bánh. Phanh đĩa 4 bánh. Có treo trước nó sẽ là treo độc lập, treo sau là treo phanh xoắn. Nó tạo cho chiếc xe vừa cứng cáp lại vừa rất là mềm mại luôn để cho chiếc xe. Thì tích hợp trên cái hệ thống phanh này cũng là gồm có phanh ABS này. Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD này. Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và có cân bằng điện tử xe EC, kiểm soát lực kéo và rất nhiều tính năng an toàn khác. Tí nữa em sẽ giới thiệu cho anh em về các tính năng an toàn nữa của chiếc xe. Giới thiệu cả anh em đây là phần gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu sẽ là cùng màu thân xe. Đây là màu đen. Thì nó thân sẽ là màu đen. Ngoài ra thì nó sẽ tích hợp được là xi nhan trên gương là dạng đèn LED. Xi nhan trên gương dạng là nét rất là đẹp luôn. Đấy, thì cái này sẽ tích hợp thêm nữa là chỉnh điện gập điện, tích chỉnh điện và gập điện, nhưng nó sẽ không tự động cụp gương nhé, nó không tự động cụp gương. Đấy, bản này thì nó thêm so với cả phiên bản bản thường số tự động, nó chính là sấy kính ở đây. Sấy kính có nghĩa là như thế nào là sấy kính? Không phải là người ta đun nóng lên cho sôi để bốc hơi đi, mà là nó làm cho cái kính này nóng lên. Có nhiệt độ rơi vào tầm khoảng 560 độ C thì lúc ấy là nước nó không đọng lại trên kính nữa, mà tự động nó sẽ chảy xuống. Đó, nó sẽ là mình sẽ thể quan sát được. Đấy, bản số tự động này thì nó có thêm được nữa là chỗ này có mạ chrome ở chân kính như này. Đi xe mới này thì mình sẽ chưa bỏ ra, nhưng mà mình giao xe cho khách hàng, mình sẽ cạy những này ra cho khách hàng nhá. Còn tay nắm cửa sẽ là tay nắm cửa mạ chrome. Tay nắm cửa mạ chrome trên cho cả 4 cánh cửa luôn.
Ngoài ra thì nó sẽ tích hợp thêm là cái nút bấm ở trên tay nắm cửa này, giúp cho chiếc xe rất là sang trọng và tinh tế. Đây, trở kiên bốn cánh cửa luôn. Giới thiệu với anh em mình là lốp xe bản này thì có những cái gì nữa. Thứ nhất là anten dạng bay cá, so với phiên bản 2019 thì nó là anten dạng cột, thì nó thay đổi để anten bay cá rồi, sang trọng hơn, đúng không? Và phiên bản đặc biệt này thì sẽ có cửa sổ trời nhé. Cửa sổ trời đây, có hàng ghế đầu tiên thôi, không phải cửa sổ trời toàn cảnh. Đây, giới thiệu với cả anh em phần đuôi xe. Phần đuôi xe của xe Accent thì được dập lõi rất là cứng cáp. Này, em mình sẽ quay ngang như này anh em xem kỹ hơn. Đó, anh em thấy nào? Rất là đẹp luôn nhá. Hệ thống đèn đó là đèn halogen thôi, dạng là dạng 3D, nó kéo dài từ phần sườn xe cho đến phần đuôi xe, nhìn rất là sang trọng luôn. Đấy, logo Accent được làm chrome lổi lên, nhìn rất sang trọng luôn. Về phần đuôi xe thì có những cái tính năng an toàn, ví dụ nó có cảm biến lùi ở phần cản sau như này, và tích hợp thêm nó là camera lùi đây. Camera lùi này nhé. Đó. Logo Hyundai được để chính giữa luôn. Giới thiệu với anh em về cụm đèn gầm phía sau. Đèn gầm phía sau nó chỉ là tấm phản quang bình thường thôi. Đó. Đây, cản sau đây. Cản sau chỉ là một cái tấm nhựa đen. Đó. Đây, gầm nó này, bô này. Bô đơn thôi, bô thường thôi, không có gì là nổi bật cả anh em ạ. Đây, giờ mình sẽ giới thiệu với anh em tiếp theo nữa. Đây là cái đèn báo phanh trên cao, thì giúp cho người quan sát của chiếc xe đi cùng chiều với mình, đi sau mình, quan sát khi mình phanh xe nó sẽ dễ hơn. Giới thiệu anh em là đây là phần cốp xe. Đây. Đây là cốp xe của xe Accent phiên bản đặc biệt, thì rất là rộng luôn đúng không? Phiên khúc hạng B như này, mình đánh giá rất là rộng luôn. Đấy, rất rộng luôn. Thì bản này có thể là gặp được 64 gơi cho hàng ghế ở phía trong luôn, để mình có thể là mình để nhiều đồ hơn. Giờ mình sẽ thử hạ ghế thứ hai cho anh xem nhé. Mình vừa hạ gặp hàng ghế thứ hai của xe Accent, anh em thấy nào? Có rộng không? Nếu anh em nào mà đang tìm hiểu về xe bán tải hoặc là muốn tìm hiểu xe nào mà để được nhiều đồ, thì mình có nghĩa là đây là chiếc xe Accent sẽ đảm bảo cho các anh em để đồ đạc rất là nhiều luôn. Mình có thể hạ thế xuống để đồ thoải mái luôn. Cốp lõng rất là rộng luôn nhá. Đây, mình sẽ cho anh em xem về cái lốp sô cua xem có gì không nào. Đây, lốp sô cua của xe Hyundai Accent thì sẽ là cùng mấy cả giống như là bốn lốp chính. Giống luôn nhá. Còn đây là bộ đồ tháo lốp và kích lốp để trong cái túi đây này, túi đen này. Đó, giờ mình sẽ đi vào bên trong trong xe giới thiệu cho anh em. À quên mất, giới thiệu luôn cho anh em về cái tiêu hao nhiên liệu luôn. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu của xe Accent bản đặc biệt này thì mức tiêu hao nhiên liệu đang như nào? Trong đô thị đang là 7 lít 11 này. Ở ngoài đô thị đang là 5 lít 11 này. Thì kết hợp nó là 5 lít 86 nhá. Rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Rồi, giờ mình sẽ đi vào bên trong nội thất của chiếc xe. Đây là nội thất của xe Accent bản đặc biệt, sẽ là nội thất màu be kết hợp màu đen, nhìn rất sang trọng và đầy tinh tế. Đấy, ghế, giới thiệu anh em về ghế thì bản này sẽ là ghế da rồi nhá. Bản số tự động này sẽ là ghế da rồi. Đấy, ghế da sờ rất là mềm luôn, chắc chắn và ngồi rất ôm xe nhé. Đây, bản này thì nó là chỉnh cơ 6 hướng lên xuống như này, và chỉnh chiều cao ghế và hạ lưng ghế như này. Ok. Còn đây là tay vô lăng. Vô lăng của Accent sẽ là vô lăng 3 chấu. Ngoài ra thì nó sẽ tích hợp thêm là các nút điều chỉnh trên vô lăng, ví dụ là đàm thoại rảnh tay đây. Đấy, đàm thoại rảnh tay đây nhá. Điều chỉnh âm lượng này. Còn đây là cruise control này. Cruise control đây. Cruise control là gì? Là ga tự động này. Đấy. Bản này thì sẽ là bọc chất liệu là chất liệu da nhá, sờ rất mềm luôn. Mềm và rất là chắc chắn. Và bản này sẽ là chỉnh cơ 4 hướng lên xuống và gật gù. Đó, đây giới thiệu với cả anh em về phần tay bên cánh cửa. Bên cánh cửa của xe Accent bản đặc biệt thì sẽ là có những cái gì? Tức là đây là cục gương này, cục gương là điện nhé. Điều chỉnh mặt gương 4 hướng đây. Đấy, khóa kính anh em nào biết rồi đúng không? Hạ cửa kính và lên cửa kính. Riêng hàng ghế đầu tiên sẽ là tự động lên kính và xuống kính. Đó, giờ mình sẽ đi vào bên trong cho anh em xem. Giới thiệu anh em về khoang phía trong.
của xe Accent bản đặc biệt đây. Thứ nhất là chìa khóa thông minh một chạm. Mình chỉ cần để chìa khóa để trong xe hoặc để trên người thôi. Chỉ cần đạp chân phanh, bấm một lần là nó sẽ để lổ luôn cho anh em nhá. Đây, mình sẽ bật on lên thôi. Đó, màu xanh dương nhìn rất là sang trọng và bắt mắt. Đây, đây là màn hình hiển thị đa thông tin hay là màn tắp lô, bản đồng hồ tắp lô của xe Accent thì nó là vẫn sử dụng ngôn ngữ chung của chiếc xe Hyundai. Nó chính là khá đơn giản, nó không có gì đặc biệt cả. Nó dùng một sợi ánh sáng màu trắng và tất cả các màu đèn cảnh báo, màu đỏ, màu vàng, rất cơ bản thôi. Nhưng mà nó rất là đầy đủ các thông tin. Ví dụ như là đây là vòng tua động cơ này. Đây là hiển thị các cái thông tin về xe này, điều chỉnh và cài đặt về xe này. Đây là công tơ mét này. Đấy, đây là công tơ mét này. Ngoài ra đây là mức dầu ở dưới này, mức xăng. Mức xăng trong dưới đây. Đây là bằng này thì sẽ là nước làm mát, nhiệt độ nước làm mát ở đây. Và rất nhiều các thông tin khác nhau. Đấy. Và trong này nó rất nhiều các thông tin mình có thể cài đặt này, mình có thể cài đặt được nó này, mình có thể xem được các thông tin của nó. Đây, giới thiệu với cả anh em cái gì ở chiếc xe này có gì đặc biệt nữa. Đó chính là hệ thống đèn. Đây là cái điều chỉnh hệ thống đèn này. Đèn của nó sẽ là có chế độ auto. Auto đây mình sẽ chuyển sang chế độ auto anh em xem nhá. Chế độ auto mình có nghĩa là như thế nào? Auto là tự động sẽ là bật. Bật thôi nhưng không tự động tắt nhé. Tự động bật khi mà vào trời tối hoặc vào hầm tối. Còn tắt thì anh em sẽ chủ động tự động. Sẽ tắt là tự tắt nhé. Tắt không, nó không tự động tắt đâu, chỉ là tự động bật thôi. Đó. Đây là cái cần cảm biến gạt mưa. Cảm biến gạt mưa. À, chiếc xe này đây là cần gạt mưa, điều chỉnh gạt mưa này. Nó sẽ có chế độ auto đây. Nó có chữ auto anh em nhìn rõ không? Auto đây, auto đây. Auto là gì? Khi mà có trời mưa hoặc có trời mưa thì tự động nó sẽ gạt mưa cho anh em nhé. Nó tự động sẽ gạt mưa. Mình muốn bật như nào thì anh em chỉ cần thử gạt vào đây. Đấy, anh em xem đây, nó có chữ auto đây đúng không? Auto này là tự động bật này. Đây, một off là tắt này, auto này. Đúng không? Anh em muốn theo tôi thì theo em ấy thì anh em nên để chế độ auto. Ok, giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em về phần hệ thống âm thanh. Xe Accent bản đặc biệt thì sử dụng màn hình DB, màn hình cảm ứng 7 inch có kết nối Bluetooth, USB, AUX và kết nối Apple AirPlay. Đó. Cái này sẽ là hệ thống loa là có 6 loa nhá. Đấy. Ngoài cảm ứng thì nó có các cái phím cơ như này. Có các cái phím cơ. Khi mà tại sao mình dùng phím cơ? Khi mà mình đang đi trên đường, mình đang rất tập trung lái xe mà mình màn hình cảm ứng rất là bất tiện, mình chuyển sang phím cơ mình điều chuyển. Nó sẽ là thuận tiện hơn rất là nhiều luôn. Gồm có điều chỉnh âm thanh bật tắt này, đấy, radio này, đấy, màn hình này. Có, ngoài ra bản này sẽ có thêm định vị nhá. Đấy, định vị đây. Định vị nó sẽ là điều hướng dẫn bạn qua hình ảnh và âm thanh. Đó, rất là thuận tiện. Cái này thì đã được mua bản quyền từ của Hyundai thành công rồi. Nếu anh em nào xin nào xong mình mua một chiếc xe, mình bảo là thấy chiếc xe nó thêm đường mới, cần phải cập nhật vào, thì anh em cứ ra bên hãng đại lý ủy quyền của Hyundai thành công sẽ cập nhật lại cho anh em. Đây, giới thiệu với anh em về hệ thống điều hòa của xe Accent bản đặc biệt. Nó là thêm là hệ thống điều hòa tự động. Đấy, tự động là gì? Là tự động. Nó sẽ là tự động điều chỉnh gió, điều chỉnh tốc độ gió và hướng gió theo một nhiệt độ đặt sẵn. Nhiệt độ mình đang để nhiệt độ bao nhiêu, nó sẽ tự động, nó sẽ là điều chỉnh cho mình với mức nhiệt độ cơ thể mình nó là hợp lý nhất, sẽ điều chỉnh cho mình nhé. Ngoài ra thì nó có các phím cơ điều chỉnh, như là đây là mình không sử dụng tự động nữa, mình chuyển sang phím cơ. Thì đây, cơ đây. Đấy, do trong, đấy do ngoài đây. Bật tắt đây. Đấy, xây kính trước này, xây kính sau này, lấy gió này. Đấy. Ngoài ra thì bản này nó có cửa gió điều hòa, nó có đây các cửa gió điều hòa hình vuông, hình vuốt, nhìn rất là sang trọng. Đằng này sẽ là mạ chrome nhá, mạ chrome không phải dạng sao sáng bóng đâu, hàng hơi sần sần nhưng mà nó cũng rất là sang trọng luôn ở trong chiếc xe như này. Đấy. Đây, giới thiệu anh em về phần phía dưới này, xem có cái gì nữa nào.
Giới thiệu anh em về phía dưới này thì sẽ có thêm một số các tính năng. Ví dụ như đây, đây là tẩu thuốc lá này. Có lẽ cái tẩu thuốc lá bây giờ không nên dùng để trên chiếc xe. Kết nối AUX này, USB này và cổng sạc điện này. Đấy, mình có thể đóng vào xuống. Đúng chưa? Đấy, ở phía dưới này thì nhiều người sẽ hỏi ở đây có phải để sạc thông minh IQ hay không. Thì mình trả lời luôn, đây không có sạc thông minh nhá. Bàn ở chỗ này chỉ để điện thoại thôi. Đây, giới thiệu với anh em về hộp số. Hộp số của xe Accent là hộp số tự động 6 cấp. Hộp số tự động 6 cấp nhé. Có ánh sáng của các cái biển số này, nó sẽ ánh sáng màu xanh dương. Nhìn rất, khi vào buổi tối nhìn rất là sang trọng và rất dễ nhìn luôn. Đấy. Mình muốn di chuyển cần số này thì sẽ là đạp phanh này. Và phải bóp, nó là hộp số sẵn. Nó là hộp số thẳng nhé. Thì cần phải bóp vào. Bóp phải hộp số zig zag. Đây, mình phải đạp phanh. Di chuyển. Ok. Chưa? Giới thiệu anh em về phần phía dưới đằng này thì có thêm một cái hộp nữa này. Hộp này để chắc để tàn thuốc lá. Chắc không để cái gì nữa khác. Đây, này chắc là để nước này. Chỗ này thì chắc là để nước được này. Đây, còn đây là phanh, là phanh tay không phải phanh điện nhá. Phân khúc hạng B như này, phanh tay là ok rồi. Đây, giới thiệu anh em về phía trong này cũng khá là hay nữa này. Cái cốp phụ này. Cốp phụ này thì sau đó có thêm một cái là cái cửa cho điều chỉnh này. Để lấy, nó sẽ là để mình để nước, chai nước trong đây nhá. Nó sẽ là, nó sẽ làm gì? Nó sẽ là trích một phần điều hòa ở trong xe ra để làm mát chai nước đấy, hoặc làm nóng chai nước đấy. Khi mà mình bật điều hòa lạnh thì nó sẽ làm mát, và bật điều hòa nóng thì sẽ là làm ấm cho cái chai nước đấy mình lên. Đó là thêm một cái điều hòa đấy. Nó chỉ làm tính năng nhỏ nhỏ thôi nhưng khá là hữu ích. Ok, giới thiệu cả anh em về phía trên nữa. Có gì nữa nào? Gương chiếu hậu không có gì cả đặc biệt cả. Đây, phía trên trần xe. Trần xe này thì là thứ nhất là đây là các có 3 chế độ đèn luôn luôn tắt. Mở cửa thì sáng và đặt sang bên này luôn luôn sáng đèn. Đó. Đây, có mình có thể bấm bấm cơ. Mình không cần thì mình bấm cơ, được chưa? Đấy, đằng này thì có cái gì nữa? Cái này mình cho để kính hoặc để đồ hay tài liệu hay bất kỳ gì đấy anh em muốn thích để mà thấy vừa, khá là nhỏ. Còn đây là còn cái nữa đây này, cái này đặc biệt này, nó là cái gì? Nó thêm nó cái mở cửa sổ trời. Được chưa? Mở cửa sổ trời nếu anh em lấy ánh sáng không ấy, nếu anh em lấy sáng thì lấy ánh sáng không thì anh em kéo cơ tay thôi. Như này thôi, kéo cơ tay giống của mình thôi. Không kéo điện được. Nếu anh em muốn mở hẳn ra thì ok đây. Đó, chỉ cần kéo lên thôi là kéo như này thôi là sẽ kéo ra được chưa? Đấy. Nói chứ còn kéo điện thôi là sẽ ra thôi. Nhưng mà mình đang tắt điện rồi, mình sẽ không mở ra. Ok, giờ mình sẽ sang hàng ghế thứ hai cho anh em để giới thiệu cho anh em. Đây là hàng ghế thứ hai của xe Hyundai Accent bản đặc biệt. Thì nào sẽ là ghế, nó vẫn là ghế da à, ngồi rất rộng rãi, mình sẽ vào bên trong luôn. Đó. Đây, độ rộng rãi như nào, mình cao 1m80 để nào vẫn được lửa găng tay để chân thoải mái luôn nhá. À, hàng ghế thứ hai nó thêm điều gì nữa, nó chính là cái này, chính là cái này luôn, đó chính là có cửa gió hàng ghế thứ hai. Với phân khúc này, ví dụ như là cạnh tranh trực tiếp đó chiếc xe là Toyota Vios thì nó đã chưa có cái này nhá. Hàng ghế thứ hai này, cửa gió này, thêm đằng dưới này nó là cổng sạc này, cổng điện đây này, cổng điện mình có thể sạc điện thoại đúng không, rất thuận tiện luôn. Tại sao chi tiết nhỏ này mà mình lại không có? Đó chính là Accent đã có. À, mà trên hàng ghế thứ hai này có tên trần này là sẽ có đèn trần. Đó. Ok. Giờ mình sẽ quay cho anh em về cái hàng tổng thể, cái hàng ghế đầu tiên nó như thế nào mà mình đánh giá rất là cao và rất nhiều người đánh giá rất cao về chiếc xe này. Đây, đây là hàng ghế đầu tiên của xe Hyundai Accent bản đặc biệt. Đây, anh em từng đánh giá tổng thể cho mình nhé. Với ai là người khó tính, ai mà người kỹ tính về tính năng và option và tự thiết kế của một chiếc xe thì có lẽ là với số tiền mình bỏ ra hơn 500 triệu thôi thì đấy điều khó ai có thể cạnh tranh với số tiền đấy bỏ ra mà lại được thiết kế đẹp đến như vậy, hài hòa như vậy và nhiều tính năng đến như vậy. Đó chính là chỉ có Hyundai Accent.
Đấy, anh em thấy nào? Giờ mình sẽ bên sang động cơ, mình giới thiệu cho anh em về động cơ của chiếc xe Hyundai Accent nó có điều gì hay không nhá. À, anh em ơi, đây là động cơ của xe Accent bản số tự động, bản đặc biệt đây. Động cơ này thì nó là đang vẫn sử dụng ngôn ngữ của nó là sử là động cơ Kappa 1.4. Đấy. Thì động cơ này thì đang là mô men xoắn cực đại, nó đang là 132 Nm trên 4.000 vòng trên phút. Còn công suất cực đại nó đang là 100 Nm trên cho 6.000 vòng trên phút nhé. Đây là còn cái xe này thì dung tích bình nhiên liệu đó là 45 lít. Đấy. Đây, đây là giới thiệu anh em là bên trong chi tiết, đây là nước rửa kính này. Nước rửa kính này. Động cơ này. Động cơ 1.4 khá nhỏ đúng không? Đây, đây là có 4 van này, 4 van vào này, 1 2 3 và 4 này. Đấy. Còn đây là cổ hút này. Aqui mà aqui khô nhá. Aqui Accent này là khá là to đấy. Còn đây là cầu chì này. Màu vàng vàng đây là dầu phanh này. Đấy. Rồi ok, mình sẽ đi ra tổng thể giới thiệu cho anh em nhé. Anh em ơi, đây là tổng thể một chiếc xe Hyundai Accent bản đặc biệt. Thì chiếc xe này nó đang là kích thước tổng thể nó đang là dài là 4m40, rộng 1m729 và cao 1m46 nhá. Chiều dài cơ sở đang là 2m6. Chiều dài cơ sở rất là dài như này thì giúp cho cái khoang hành khách phía trong rất là rộng rãi luôn. Đấy. Khoảng dáng cầm xe là 15cm, nó vừa phải cho phân khúc hạng B như này và dòng xe sedan như này. Ngoài ra các phiên bản này thì có những tính năng an toàn như thế nào, gồm có phanh ABS, cân bằng điện tử xe EBD và cân bằng phân bố lực phanh điện tử EBD này, cân bằng điện tử xe ESC này. Các tính năng an toàn của xe Accent bản đặc biệt này thì rất là đầy đủ luôn. Nó có thêm nữa là hỗ trợ khải ngang dốc này, ổn định thân xe này, chống chân trượt xe này, kiểm soát được kéo này và mã hóa động cơ. Đấy. Ngoài ra thì bản này sẽ là có 6 túi khí nhé. Xe có 6 túi khí nhé. Đấy. Ngoài ra phiên bản này thì đang có những cái màu như màu trắng này, màu bạc này, màu đỏ này, màu đen, màu vàng cát và màu be. Đây, màu đen như màu mình đang xem đây. Đấy. Thì anh em nào mà có thấy hay thì hãy like và kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn anh em đã xem video của mình.